nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, hôm nay Sư đoàn Phòng không Hà Nội đã tổ chức gặp mặt những người từng chiến đấu trong trận chiến lịch sử trên không, tạo bước ngoặt lớn trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Sư đoàn Phòng không Hà Nội tiền thân là Bộ Tư lệnh Phòng không Hà Nội, được thành lập năm 1965. Trong thời gian chống Mỹ cứu nước, sư đoàn đã tham gia cơ động chiến đấu trên 20 tỉnh thành phố, đánh trên 1.800 trận, bắn rơi gần 600 máy bay Mỹ các loại, trong đó có 35 chiếc B-52. Tại buổi gặp mặt, những người lính tên lửa, pháo phòng không và radar nay ở tuổi xưa nay hiếm đã ôn lại truyền thống hào hùng của đơn vị, đặc biệt là thành tích trong 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972, chiến đấu oanh liệt, góp phần lập nên chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không lừng lẫy. Trong 12 ngày đêm này, sư đoàn đã bắn rơi 25 chiếc B-52 với 16 chiếc rơi tại chỗ. Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu cũng như trong xây dựng đơn vị, sư đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 8 tập thể và 8 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.